Nga tìm thấy trực thăng mất tích ở vùng Biển Đông. Lực lượng cứu hộ phát hiện các mảnh vỡ của chiếc trực thăng Mi-8 mất tích ở vùng núi khu vực Kamchatka và đã tìm thấy 17 thi thể. Các mảnh vỡ của chiếc trực thăng mất tích trước đó đã được phát hiện từ trên không. Những mảnh vỡ này nằm ở địa hình có độ cao 900m, gần địa điểm liên lạc cuối cùng. Văn phòng báo chí Bộ Tình huống Khẩn cấp Nga ngày 1 tháng 9 nói với hãng thông tấn TASS, thi thể của 17 người đã được tìm thấy. Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp diễn, Bộ cho biết thêm. Hiện có 9 nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường. Chiếc trực thăng Mi-8 thuộc hãng hàng không VTX Aero đang bay từ núi lửa Vatkajet đến làng Nikolet, huyện Ilyovy, tỉnh Kamchatka, vùng Viễn Đông Nga thì xảy ra tai nạn. Trên khoang có 22 người, gồm 19 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn. Truyền thông Nga đưa tin chiếc Mi-8 khởi hành lúc 16 giờ 10 phút ngày 31 tháng 8, mất liên lạc và biến mất khỏi màn hình radar sau đó 5 phút. Theo cơ quan phản ứng tình trạng khẩn cấp, vụ tai nạn được cho là do lỗi của phi công. Chiếc trực thăng có thể đã đâm vào núi trong điều kiện tầm nhìn kém. Núi Vatkajet thuộc dãy núi cùng tên, có độ cao 1.556m, là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng trên bán đảo Kamchatka. Núi Vatkajet được đưa vào danh sách các khu vực thiên nhiên được bảo vệ có tầm quan trọng cấp tỉnh và địa phương ở vùng Kamchatka của Nga. Mi-8 được Liên Xô phát triển từ những năm 1960, là một trong những mẫu trực thăng được sản xuất nhiều nhất thế giới với hơn 17.000 chiếc đã xuất xưởng. Mi-8 có nhiều biến thể phục vụ vận tải hàng không dân sự và hoạt động quân sự. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.